Chuyện đạo chuyện đời. Ngày mùng 5 tháng 11 Thánh Bê Tì La. Ngày mùng 6 tháng 11 Thánh Tiêu Phan Vê Na. Chúa đông ân trên tay con, một dấu đinh tay ta. Chúa đông ân trên tay con, một dấu đinh tay thương. Chúa đông ân trên chân con, một dấu đinh chân ta, một dấu đinh chân hương, một dấu cạnh sơn người. Năm dấu đinh mang trên mình, lòng Chúa thương xót đã hy sinh, là lễ vô giá Chúa trao ban. Đoàn con ghi dấu tròn. Chuyện đạo chuyện đời. Ngày mùng 5 tháng 11 Thánh Bê Tì La. Ngày mùng 6 tháng 11 Thánh Tiêu Phan Vê Na. Ngày mùng 5 tháng 11 Thánh Nữ Bê Tì La. Thánh Nữ Bê Tì La sống vào thế kỷ thứ 7. Cuốn tiểu sử đầu tiên ghi chép về cuộc đời của Thánh Nữ bằng tiếng Latin xuất hiện vào năm 800. Thánh Nữ Bê Tì La sinh tại Soissons, nước Pháp. Ngay ở tuổi hoa niên, Bê Tì La đã cảm thấy có ơn gọi sống thân mật với Thiên Chúa. Bê Tì La bắt đầu nhận thấy đời sống cầu nguyện và hy sinh mà Ngài đang mong muốn có thể được tìm thấy trong chốn viện tu. Bê Tì La đến gặp Đức Giám mục của Ngài là Thánh Uwen và xin lời khuyên. Thánh Giám mục khuyến khích Bê Tì La hãy nên theo tiếng gọi của mình. Sau đó, song thân Bê Tì La gửi Ngài tới một nữ đan viện sống theo quy luật của vị tu sĩ gốc người Ireland là Thánh Columba. Khi tới đan viện, Bê Tì La biết mình đã thực sự tìm được bình an. Nhiều năm trôi qua, Bê Tì La dùng thời giờ cầu nguyện và làm nhiều công việc khác nhau. Thánh nữ đặc biệt có lòng hiếu khách đối với những du khách và những bệnh nhân đến thăm tu viện. Thánh Bê Tì La cũng chăm sóc những trẻ nhỏ sắp được giáo dục tại tu viện. Thánh nữ Batidi là hoàng hậu của vua Clovis thứ hai thiết lập một tu viện mới. Batidi đã xin mẹ bề trên của tu viện Soissons gửi một số nữ tu đến tu viện mới của mình. Bê Tì La là một trong số các nữ tu được chọn và thánh nữ được chỉ định làm bề trên cộng đoàn ấy. Bê Tì La rất đỗi ngạc nhiên, nhưng thánh nữ đã quyết định làm những điều tốt nhất theo sức có thể. Bê Tì La biết rằng Chúa Giê-xu sẽ giúp Ngài giải quyết mọi vấn đề. Tu viện dần dần phát triển. Chính Hoàng hậu Batidi cũng trở thành nữ tu sau khi vua Clovis thứ hai băng hà. Sau đó, một bà hoàng khác là Hereswitha, quả phụ của một ông chúa vùng Isangr, cũng xin vào tu. Mẹ Bê Tì La hẳn là đã rất ngạc nhiên khi có tới hai bà hoàng tìm đến sống trong tu viện của mình. Nhưng mọi người đã sống rất bình an, vì các bà hoàng cũng sống khiêm tốn y như mẹ bề trên Bê Tì La vậy. Thánh nữ Bê Tì La sống rất thọ và đã cai trị tu viện Shell suốt 46 năm. Thánh nữ về trời khoảng năm 705. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của Thánh nữ Bê Tì La, chúng ta thấy là Chúa Giê-xu có một chương trình dành riêng cho mỗi người chúng ta. Mỗi người được Chúa sắp đặt, gọi là cài sẵn,
theo kiểu bây giờ có một chương trình cho mỗi người, chỉ nhằm một mục đích duy nhất là đưa chúng ta đến ơn cứu độ. Ta vẫn gọi là có một ơn gọi riêng hay là một đặc sủng, một ơn gọi mà Ngài ban cho chúng ta một ít công việc hoặc hướng đi trong cuộc sống để thực hiện ơn gọi đó. Như Thánh nữ Bê-ti-la, chúng ta hãy cho Chúa Giê-xu cơ hội để Người trò chuyện với chúng ta. Phần chúng ta hãy lắng nghe tiếng Người. Chúng ta có thể nài xin Thánh nữ Bê-ti-la giúp mình nhận ra và dõi theo ý muốn của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. Muốn nhận ra thánh ý của Chúa thì phải có giờ ngồi nghe Chúa. Muốn hiểu ý ai thì phải ngồi mà nghe họ tâm sự, nghe họ trao đổi, nghe họ chia sẻ thì mới hiểu ý của họ. Mình dành quá nhiều thời giờ cho những việc khác, có khi là việc tông đồ đấy, nhưng mà lại dành quá ít giờ để nói chuyện với Chúa và nhất là nghe Chúa nói, tìm ý Chúa, rồi hãy thực hiện đúng như ý của Chúa, chứ không phải theo ý muốn của riêng mình. Điều đó khó thưa anh chị em. Những người hoạt động tông đồ thường chúng ta hăng say quá rồi đôi khi quên mất, hoặc là dành ít thời giờ để đến với Chúa. Cho nên những khi thành công thì mình phấn khởi, nhưng mà lúc mình thất bại thì mình lại chán nản ngã lòng. Mình không nhận ra thánh ý của Chúa trong những cái biến cố đó. Lúc thành công thì Chúa muốn mình cái gì, và lúc mình thất bại Chúa muốn mình cái gì. Cho nên khi anh chị em đi loan truyền lòng thương xót Chúa, cái điều quan trọng là 3 giờ chiều với chuỗi kinh lòng thương xót là giờ mà Chúa nói, giờ đó là giờ thiêng, giờ mà lòng thương xót vinh thánh phép công bằng, giờ mà trời mở ra và ân phúc Chúa tuôn trào trên những người tín thác vào Chúa. Mà Chúa nói Faustin là nếu mà không có nhiều thời giờ thì ít là dành lấy một phút để mà chiêm ngắm, suy gẫm về cuộc khổ nạn của Chúa. Rồi thưa anh chị em, sau khi đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa, đã nhận ra thánh ý Chúa thì ra đi mạnh dạn hăng say và loan báo lòng thương xót Chúa bằng bất cứ phương tiện nào, bất cứ cách thức nào. Đấy, những giờ phút ở bên Chúa nó cần để giúp mình nhận ra tiếng Chúa, ý Chúa và cách thức mà Chúa muốn mình làm. Rồi khi mình có chức có quyền thì cũng chỉ là người phục vụ thôi, như là Thánh nữ Bê-ti-la, chỉ là gọi là mẹ bề trên, tức là người phục vụ thôi, chứ không phải dùng quyền để mà thống trị những người dưới. Lúc nào cũng bề dưới với bề trên một cái khoảng cách, rồi một cái sự tôn trọng quá mức đến mức làm cho người dưới lúc nào cũng sợ sệt, không dám đến gần, không dám tâm sự, không dám chia sẻ, không dám nói chuyện. Lúc nào cũng sợ cái quyền, và người trên thì lúc nào cũng sử dụng hành quyền, cho nên cái quyền đó làm cho con người ta không gặp gỡ được nhau. Trong khi đó Bê-ti-la đi thiết lập một cộng đoàn mới rất là khó khăn, khó lắm, mà biết rằng là mình không làm được, nhưng vẫn sẵn sàng ra đi vì tin rằng Chúa sẽ giúp. Lòng tín thác và quyền năng Chúa là ở chỗ đó. Cứ đi, cứ làm, biết rằng khả năng mình không có, nhưng lòng nhiệt thành, nhiệt huyết và niềm tín thác của mình, Chúa sẽ giúp, Chúa sẽ làm, Chúa sẽ ra tay. Hơn cả những gì mình mong ước, nếu mình tín thác vào Chúa mà sẵn sàng dấn thân ra đi phục vụ, làm việc. Rồi trong cộng đoàn đó có một là hoàng hậu, hai là một bà hoàng khác là vợ của một ông chúa một vùng. Hai người ấy cùng xin vào tu trong tu viện mà Bê-ti-la làm bề trên. Một bà hoàng, một bà chúa mà bây giờ trở thành bề dưới, dưới quyền của một nữ tu bình thường, không có quyền cao chức trọng gì ngoài đời.
Vậy mà Bettila vẫn sống rất bình an với các bà vì mẹ khiêm tốn, chứ không ỷ mình là bề trên rồi hống hách rồi sử dụng quyền hành với hai bà hoàng đó, mà tất cả sống với nhau như là chị em trong một gia đình. Đấy là lòng thương xót. Khi mình sống với nhau mà không cậy vào quyền thế, không cậy vào chức tước địa vị danh vọng, mà đối xử với nhau như những con người, như những người con của Chúa, như những người được Chúa thương xót và thể hiện lòng thương xót với nhau, lúc đó bình an, hạnh phúc ngự trị trong gia đình, trong cộng đoàn của mình. Ngày 6 tháng 11, Thánh Tiêu Phan Venat, ngay lúc còn trẻ, vị linh mục thánh thiện người Pháp này đã mơ ước được làm chứng cho tin mừng của Đức Kitô. Ngày đi học làm linh mục, sau đó Tiêu Phan Vena vào trường đại học chuyên đào tạo các nhà truyền giáo tại Paris, nước Pháp. Gia đình của Tiêu Phan mà ngài hết sức yêu mến đã rất đỗi buồn phiền, vì nghĩ rằng sau khi trở thành linh mục, Tiêu Phan sẽ rời bỏ họ. Phần Tiêu Phan Vena, ngài cũng nhận thấy cuộc hải hành rất dài tới vùng Viễn Đông có lẽ sẽ vĩnh viễn tách biệt ngài khỏi gia đình. Tiêu Phan Vena viết trong một lá thư gửi cho cô em gái của mình như sau: Em yêu quý, anh đã khóc rất nhiều khi đọc thư em viết. Phải, anh biết rất rõ nỗi buồn anh mang tới cho gia đình. Anh nghĩ em sẽ rất đau khổ. Có phải không, em gái nhỏ của anh? Nhưng em không nghĩ rằng anh cũng phải trả giá bằng những dòng lệ đẫm máu hay sao? Khi quyết định như thế, anh biết anh đã đem đến cho gia đình mình niềm đau buồn lớn lao. Còn ai yêu mến gia đình của mình hơn anh nữa? Gia đình chính là tất cả niềm hạnh phúc của anh trên thế gian này. Nhưng Thiên Chúa đứng liên kết tất cả chúng ta trong mối tình đáng yêu nhất đã muốn kéo anh ra khỏi đó. Sau khi thụ phong linh mục, Tiêu Phan Vena lên đường tới Hồng Kông. Ngày chạy tàu vào tháng 9 năm 1852, Tiêu Phan học các thứ ngôn ngữ khoảng hơn một năm. Rồi thánh nhân tới Bắc Kỳ, ngày nay là Việt Nam. Có hai trở ngại đáng kể trong công cuộc truyền giáo nhiệt thành này. Thứ nhất là sức khỏe yếu kém, và thứ hai là cuộc bách hại đạo khủng khiếp. Tuy vậy, Thánh Tiêu Phan Vena vẫn anh dũng vượt khó. Thánh nhân thường viết thư kể lại cho cô em gái dễ thương của ngài ở Pháp, biết tất cả những mạo hiểm và các cuộc trốn thoát nho nhỏ khỏi tay những kẻ bách hại. Cuối cùng, sau khi phục vụ nhiều Kitô hữu ở Bắc Kỳ, Tiêu Phan bị bắt và bị xiềng trong một chiếc cũi nhỏ suốt khoảng 2 tháng. Bản tính hiền lành của Tiêu Phan Vena rốt cuộc đã chinh phục được cả những anh lính cai ngục. Thánh nhân cố gắng viết về nhà một lá thư, trong đó ngài kể: Tất cả mọi người sống chung quanh con đều lịch sự và đáng trọng. Nhiều người đã yêu mến con, từ vị quan chức có thế lực nhất cho đến anh lính bình thường nhất. Mọi người đều lấy làm tiếc vì luật lệ của quốc gia phải lên án tử cho một ai đó. Con không bị tra tấn như các anh em đồng tu với con. Thế nhưng, sự cảm thông của họ vẫn không cứu nổi mạng sống của Tiêu Phan Vena. Sau khi bị trảm quyết, rất nhiều người đã chạy lại và lấy khăn tay của mình thấm lấy máu của cha Tiêu Phan. Tiêu Phan Vena chịu tử đạo ngày 2 tháng 2 năm 1861 và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Ngài là một trong số các vị thánh tử đạo Việt Nam
được mừng kính ngày 24 tháng 11 hàng năm. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thấy Thánh Teofan Vena Tử Đạo không sống được lâu tại Trung Hoa và Bắc Kỳ Việt Nam. Tạ ơn cao cả mà Thánh Nhân ban cho người dân các nước này khi anh dũng tử đạo là tấm gương chứng nhân về giáo huấn của Đức Giêsu. Thánh Teofan Vena dạy chúng ta rằng gương sáng chính là một ảnh hưởng rất tuyệt vời trên người khác. Bản tính hiền lành của Teofan rốt cuộc đã chinh phục được cả những anh lính cai ngục. Mọi người sống chung quanh đều lịch sự và yêu mến Teofan, từ vị quan chức có thế lực nhất cho đến anh lính bình thường nhất. Đều yêu mến, yêu quý và họ lấy làm tiếc vì luật của quốc gia phải lên án tử cho Teofan hoặc bất cứ ai. Và Teofan không bị tra tấn như các anh em đồng tu khác. Vì gương sáng của mình, đời sống hiền lành, tử tế của Teofan đã chinh phục được ngay cả những người lính mà họ sẽ phải thi hành lệnh hành quyết Teofan. Chúng ta hãy nài xin Thánh Teofan Vena ban cho mỗi người lòng can đảm để làm chứng cho Đức Chúa Giêsu qua lối sống của mình. Ngày hôm nay người ta cần những chứng nhân hơn là những thầy dạy. Qua cuộc sống của mình, mình chứng nhân làm chứng cho những điều mình rao giảng. Nhưng anh chị em đi loan truyền lòng thương xót Chúa cũng như thế, phải can đảm bất chấp mọi khó khăn trở ngại và kiên trì để thực hiện thánh ý của Chúa là loan truyền lòng thương xót Chúa cho nhiều người nhận biết. Can đảm, kiên trì và sẵn sàng làm chứng cho những điều mình loan truyền về lòng thương xót Chúa bằng cuộc sống của mình, cuộc sống của những con người luôn bình an, tín thác và sẵn sàng phục vụ mọi người, thể hiện lòng thương xót với những người khác. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, cho những người đang âm thầm lặng lẽ ngày đêm đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng cầu nguyện, bằng hy sinh, bằng việc bác ái, bằng việc làm và nhất là bằng gương sáng đời sống của mình. Amen. Chúa đông ân trên nuôi con, niềm khát khao khôn ta, cất tiếng hát con ca vang, lời chúc khen luôn mãi. Chúa đông ân trên vai con, thầm giá luôn êm ấm, thầm giá con tin. Gió thật nhẹ nhàng, lòng gió đêm mang chiêm đình, lòng Chúa thương xót đã hy sinh, là lễ vô giá Chúa trao con, đoàn con ghi dấu trọn mối tình. Lòng gió đêm mang chiêm đình, lòng Chúa thương xót Chúa cho con, đoàn con ghi dấu trọn.